Hello các bạn, rất vui được gặp các bạn ở channel của mình. Mình làm vlog. Hôm nay cuối tuần mình dẫn gia đình mình đi tham quan du lịch nha mấy bạn. Đây. Khu du lịch cửa biển nha mấy bạn. Chụp hình không quạo nha. Đi chơi vui là chính nghe. Như chưa? Các bạn, các chị, các anh. Hai gương chuẩn bị đâu, hai gương Việt Kiều sẵn. Đi chơi vui là chính nên các bạn, các anh, các chị. Đó là chị đầu mũ là Việt Kiều ở New York. Ở New York. New York, New York. Vậy sẽ có resort cần thiết. Cái nhà đây là nhà hàng của khu du lịch cửa biển nha các bạn. Đây. Từ từ để lấy cảnh mà biểu vô đây là chụp mặt cho. Bây giờ đang đi vô khu vườn khỉ. Giờ chúng mình vô vườn khỉ nha các bạn. Em mở. Đây các bạn, đây là trò chơi ô ăn quan nha các bạn. Hôm nay là những trò chơi dân gian này. Ô ăn quan nha các bạn. Còn bên đây là cờ vua mấy bạn. Đây, khu du lịch đây là trang trí rất là hay. Cờ vua. Còn ở bên đây là cờ tướng nha mấy bạn. Đây mấy bạn ơi, rất là đẹp luôn. Đây, còn chỗ đây là cờ cái ngựa nha. Đây, mấy bạn thấy khu du lịch này có đẹp không? Đây các bạn, còn đây là cái trò chơi nha các bạn, trò chơi vượt que thử thách nha các bạn. Đây, trò chơi đây vượt que thử thách này, vượt que các thử thách này, nó giống như cái trò chơi của Mỹ không các bạn. Các bạn, cái thuyền này rất đẹp luôn nha các bạn. Đây, chị Kiều Tây Ban Nha. Chào. Tây Ban Nha về Tam Nhay. Tây Ban Nhay. Đây các bạn đã tới vườn thú rồi. Ai thú ai con vật gì vô ngồi nha. Đúng hả? Ai con gì vô ngồi con. Mình con trâu nha. Điểm danh á. Điểm danh nè. Trâu đâu. Tí đâu mà mé tí. Tí. Đó. Tí
gần con heo con thợ đây. À. Chó mà chó, chó mà vô. Chó, đây. Đây bây giờ mình điểm danh gia đình mình này, đây là ngầu gì ngầu dưới đây nè. Không. Đây các bạn, đây là tụi tí này là vả thì bươm. Đây là mợ của mình, đây là tuổi hợi này. Còn đây là cũng mợ luôn, nhưng mà mợ chó này hình như có chó con nữa. Chó con này. Ngồi đây kìa. Gà đây. Cậu gà. Đây cá bữa nay là cá thân là cá cá thằng lớn thằng nhỏ đây. Đây cùng mình ở chứ mình tuổi ngựa mà mình quên giới thiệu mình. Đây đây. Đây mình tuổi ngựa nha các bạn. Đây con ngựa đây. Rồi bây giờ. Rồi tán châu rồi. Đây dời dời dời. Đây là con trâu. Đây. Tiểu sủ, con trâu tiểu sủ, quả thì miền. Rồi rồi nhìn nhìn mình ngầu đây, ngầu ngầu lại chỗ cũ con chụp tấm luôn đi. Không không ngầu ngầu thấy vị trí đó luôn, con chụp.
Mấy bạn, bây giờ cuộc kỳ nghỉ cuối tuần gia đình mình đến đây là kết thúc nha. Giờ hiện tại đang mưa rất to. Đây mấy bạn, đang mưa. Giờ mình sẽ đi về. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Nếu có...